cánh mai vàng đón chúa xuân về. Nào ta hãy đến thắp lên ngọn nến nguyện cầu bình an. Mừng chúa xuân sang, chúa đem bình an xuống cho trần gian. Vang cầu phước lành đổ tràn phúc ân vào lòng chúng nhân. Xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi, chúa xuân đã về. Xuân về tươi sinh bên chúa uy linh khắp mọi gia đình. Đón mừng xuân mới hoan ca reo vui, chúa xuân đã về. Canh thiệp đầu năm vang câu chúc xuân đón mừng xuân mới. Xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi, chúa xuân đã về. Ta cầm tay nhau mang bao yêu thương chúc nhau bình an. Đón mừng xuân mới hoan ca reo vui, chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la mừng chúa xuân đã về. Bên cánh mai vàng đón chúa xuân về. Nào ta hãy đến thắp lên niềm tin trọn tình yêu thương. Mừng chúa xuân sang, chúa đem bình an xuống cho trần gian. Vang câu phước lành đổ tràn phúc ân vào lòng chúng nhân. Xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi, chúa xuân đã về. Xuân về tươi xinh bên chúa uy linh khắp mọi gia đình. Đón mừng xuân mới hoan ca reo vui, chúa xuân đã về. Canh thiệp đầu năm vang câu chúc xuân đón mừng xuân mới. Xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi, chúa xuân đã về. Ta cầm tay nhau mang bao yêu thương chúc nhau bình an. Đón mừng xuân mới hoan ca reo vui, chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la mừng chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la mừng chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la mừng chúa xuân đã về. Dù đời bao nỗi lo toan
trần này lắm gian nan, nguyện trở nên lễ dương mùa xuân này. Dâng lên cha nhân lành này bánh thơm với ly rượu nồng thắm, như hương bay khắp trời tỏa lan lên tòa cao xa. Đây lễ vật đầu xuân, rượu nho bánh thơm tình yêu, đầy bao nhiêu giọt mồ hôi với bao cuộc đời ngày tháng lao công. Xin cha thương đón lấy làm lễ dâng hy sinh đời con, lòng thành con tiến dâng cha, dàn dào khúc hát ngân xa, nguyện ngài ban xuống muôn ngàn ơn lành. Dâng lên cha nhân lành này bánh thơm với ly rượu nồng thắm, như hương bay khắp trời tỏa lan lên tòa cao xa. Dâng gia đình của con một năm sống trong hồng ân, xin cho ông bà mẹ cha luôn luôn an bình tình nghĩa bao la. Dâng xin dâng lên Chúa cùng với bao anh chị của con, hưởng hạnh phúc mãi miên man, chào dâng khúc ca vang, hiệp lòng dâng Chúa xuống cùng bánh rượu. Dâng lên cha nhân lành này bánh thơm với ly rượu nồng thắm, như hương bay khắp trời tỏa lan lên tòa cao xa. Dâng lên cha nhân lành này bánh thơm với ly rượu nồng thắm, như hương bay khắp trời tỏa lan lên tòa cao xa. Như hương bay khắp trời tỏa lan lên tòa cao xa. Hòa ca chào mừng mùa xuân mới, trong nắng ban mai lá hoa tươi rạng ngời, ngân vang khắp trời từng đàn chim ríu rít, đó đây tiếng cười vui rộn ràng trong ngày xuân sáng. Muôn người chờ mong một mùa xuân hạnh phúc, chan chứa yêu thương thắm tươi ân tình người. Xin ơn Chúa trời độ tràn qua năm tháng,
xuống muôn ơn lành cho mọi người sống ấm no bình an. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân, xuân thánh ân, đẹp màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an, Ngài ban Chúa tràn cuộc đời. Đầu xuân hiệp lòng dâng lên Chúa, muôn khúc tri ân với câu kinh lòng thành. Xin Chúa chúc lành và đổ tràn ơn thánh, thứ tha lỗi lầm để cuộc đời con được đổi mới. Chúa là mùa xuân, mùa hồng ân vĩnh viễn, dâng Chúa đầy bao nỗi ưu tư muộn phiền, cùng bao nỗi niềm lòng thầm nguyện xin Chúa gái thương hộ phù để đời luôn có Chúa xuân tình yêu. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân xuân. Và để chương trình ngày hôm nay được khai mạc đúng lúc, vì hôm nay cha có lý do, cha đã chân cho sau, thì thôi chúng ta cứ việc tiến hành để cho kịp thời gian. Thầy xin nhường máy lại cho ban tổ chức, tức là xin nhường máy lại cho anh Thưởng. Xin mời anh Thưởng. Kính thưa toàn thể quý cô và toàn thể quý anh chị em, lời trước tiên con xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý cô và toàn thể quý anh chị em và lời chúc sức khỏe đầu năm. Nhân dịp xuân về, Tết đến và tiễn biệt một năm cũ, hôm nay huy đoàn chúng ta cũng có tổ chức một đêm giao lưu, một đêm nghe đêm hội giao lưu để nói lên cái sự gắn kết tình thân ái anh chị em với nhau trong huy đoàn. Đó là sự mong ước của mỗi thành viên trong huy đoàn, đam mê của giáo xứ Kẻ Sặc của chúng ta. Một năm qua thực sự là một thử thách cho chúng ta về tình cảm, thể chất và tinh thần. Vậy chúng con cũng kính chúc quý toàn thể, quý cụ, quý anh chị em một năm mới, năm 2021 được an lành, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Happy New Year! Chúc quý cụ một năm hạnh phúc, 12 tháng trung túc, 48 tuần phấn khởi, 365 ngày vui tươi, 8.760 giờ đầy hy vọng, 575.600 phút may mắn và 31.536.600 giây. Chúng con xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cụ. Và giờ đây em xin mời chi đoàn trưởng lên khai mạc đêm hội giao lưu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. Xin lỗi tất cả quý cụ ông bà và toàn thể quý anh chị, là hôm nay cha hơi bận một chút xíu, cho nên cha hẹn với chúng ta là 7:20 cha sẽ ra, cho nên là trước tiên thì cũng xin mạng vét để cha, để cho em cũng có đôi lời. Kính thưa trọng kính cha chánh sứ, cha phó sứ, kính thưa quý thường vụ ban hành giáo, quý cụ ông bà và toàn thể quý anh chị trong gia đình đa minh của chúng ta, lời đầu tiên em xin trân trọng kính chào tất cả quý cụ ông bà và toàn thể quý anh chị, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cụ ông bà, quý thường vụ ban hành giáo, quý anh chị em trong huynh đoàn đa minh, vừa qua chúng ta đã hưởng được một mùa xuân, một mùa Giáng sinh, một mùa Giáng sinh đầy ân sủng và hồng ân của Thiên Chúa.
đã ban cho chúng ta. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1, là những ngày đầu năm của năm dương lịch. Và chúng ta cũng đang chờ đón một mùa xuân, một mùa xuân của năm âm lịch, tức là năm Tân Sửu, năm con trâu. Và sắp tới chúng ta cũng chờ đón một mùa xuân. Mùa xuân là cái Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý cụ ông bà, quý anh chị, hôm nay được phép của cha Đa Minh Chán Sứ, Hưng Đoàn chúng em có tổ chức một đêm hội giao lưu và nhân kỷ niệm 800 năm của cha trên trời, của cha Thánh Đa Minh, để thắt chặt tình thân thiết của tất cả những thành viên trong Hưng Đoàn Đa Minh là những người con của cha Thánh, để gắn kết tình thân và đoàn kết yêu thương. Yêu thương trong phục vụ, đoàn kết trong huynh đệ. Và em cũng xin, bởi vì không có cha cho nên thì xin mời tất cả quý anh chị trong ban phục vụ chúng ta lên đây để cùng khai mạc đêm hội giao lưu hôm nay. Xin mời quý anh chị trong ban phục vụ tiến lên sân khấu để cùng khai mạc buổi giao lưu hôm nay. Và sau khi chúng em khai mạc, chúng em cũng xin mời ông Phó Nội lên để thánh hóa của anh và cùng với chúng em khai mạc lên thầy. Bởi vì không có cha nên mặt phép xin mời ông. Xin cho một tràng pháo tay. Vâng, nhân ngày vui Hưng Đoàn Đa Minh cắt riêng và giáo xứ chúng ta thì chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu cũng như là năm mới dương lịch. Xin thay lời cho thường vụ ban hàn giáo, xin kính chúc quý cụ ông bà, quý em chị em trong Hưng Đoàn Đa Minh giáo xứ kẻ sẵn lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và bình an trong Chúa Giáng Sinh mới xong. Nhân ơn cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con lạy thần cha ba cha, như cha chỉ lên như cha lại dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho những của ăn mà Chúa đã rộng rãi thương ban cho chúng con hưởng dụng nhân ngày Hưng Đoàn Đa Minh giao lưu hôm nay. Nhân dân cha và con hoan hỉ xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Phó Nội. Tôi xin quý cụ, quý ông bà và quý khách, chúng ta cũng tự do hôm nay là bữa tiệc. Cung khỏe, xin quý cô, quý anh chị, quý khách, chúng ta tự do dùng, thích món gì chúng ta tự lựa chọn và chúng ta tự phục vụ với mình. Anh xúc à, xúc nóng hôm nay không, hôm nay chúng ta sẽ đổi mới, chúng ta sẽ không có ai phục vụ ai hết, chúng ta sẽ tự phục vụ lấy mình. Thank you.
xin mời hai ông phó cũng như là anh Báo chúng ta cũng cứ thoải mái đứng lên đi lựa cho mình nhà. Để cha ra nữa. Một thứ một tí và xin thông báo là tất cả những món ăn ngày hôm nay đều do huynh đoàn chúng ta tự làm và tự phục vụ. Xin chúng ta thưởng thức xem tài nấu nướng của các anh chị trong huynh đoàn là vì chúng ta như thế nào. Vâng. Chúc quý khách một đêm ngon miệng. Chúng ta cứ ăn uống thoải mái đi, cỡ chừng 10 hoặc là 15 phút nữa thì chương trình nhà văn nghệ sẽ được diễn ra. Bye.
chúng ta trước mặt có những ly nước suối, ly nước ngọt hoặc là ly bia. À, chúng ta 1, 2, 3 nâng ly chúc mừng nhau nhân ngày vui hôm nay một cái nha. Ly đâu? To lên nhá. Ly đâu? 1, 2, 3 vô. Không say không về nhá, không biết là không say không về. Quý anh chị trong chi trưởng thành và chi trung niên biểu diễn tiết mục và thank you.
Xin chân thành cảm ơn quý anh chị Hai Chi Trần Thành và chị Trung Điền rất nhiều. Xin cho quý vị một tràng vỗ tay để khích lệ anh chị em trong giúp vui trong buổi liên hoan tối ngày hôm nay. Và giờ đây em xin mời chị phụ trách học tập lên có những câu đố vui có thưởng trong tối ngày hôm nay. Xin trân trọng chính mời chị. Em xin kính chào tất cả quý anh chị đã có mặt trong buổi vui ngày hôm nay. Và xin quý anh chị ngưng đũa một tí ạ, để chúng ta có thể là nghe đố vui trúng thưởng, để chúng ta có thể là mang những cái phần thưởng nho nhỏ về trong ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên là em xin thay mặt cho ban phục vụ huynh đoàn là chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong huynh đoàn của chúng ta trong những năm qua là đã rất là nỗ lực học tập, và trong các kỳ thi của cấp giáo phận thì huynh đoàn chúng ta luôn là có những thành viên để dẫn là nhất nhì của giáo phận cũng như là nhất nhì liên huynh. Thì hôm nay trong cái buổi vui ẩm thực ngày hôm nay thì xen kẽ vừa vui vừa học đúng không? Thì hôm nay em sẽ có những cái câu đố vui nho nhỏ để chúng ta tìm hiểu về lịch sử của dòng, về luật sống cũng như là về chương trình mục vụ của giáo phận năm nay. Các anh chị đã sẵn sàng nghe câu hỏi chưa? Sẵn sàng chưa? Bây giờ là ai giơ tay đầu tiên là em sẽ chỉ người đấy nhá. Câu hỏi mở đầu là rất là dễ thôi mà em nghĩ là câu này ai cũng biết. Xin quý anh chị cho biết bốn tinh thần trụ cột của người giáo dân Đa Minh là gì? Hết. Ai ạ? Xin mời những cánh tay giơ lên ạ. Xin cho em biết là bốn tinh thần trụ cột của người giáo dân Đa Minh là gì? Xin mời ạ. Và ba ban phục vụ không được quyền tham gia ạ. Để nhường cho các đoàn viên. Xin mời ạ. Câu này phụ tá học tập cũng không được. Vâng, xin mời có ai không ạ? Cắn tay xin cho em. Xin chị đoàn trưởng giúp em để mời. Xin cho em biết là bốn tinh thần trụ cột của người giáo dân Đa Minh là gì? Vâng, xin mời anh Đông giúp em chuyển mic xuống cho bên dưới ạ. Có ai biết câu này không ạ? Rất dễ. Vâng, xin mời chị đoàn trưởng giúp em. Và xin anh Đông cũng chuẩn bị sẵn sàng một phần quà. Nếu mà cụ mà trả lời được là chúng ta thưởng nóng ngay lập tức. Vâng, em nhận thấy là cha đã hiện diện rồi. Sau đây em xin mời nhường sân khấu lại cho MC để chúng ta sẽ lùi lại chương trình đố vui. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón cha. Chào mừng hoan hô, chào mừng hoan hô. Chào mừng xét về năm dương lịch rồi chúng ta họp mặt đầu năm, xét về năm âm lịch rồi chúng ta đang trong những ngày cuối năm âm lịch chuẩn bị đón Tết, cho nên chúng ta chuẩn bị bước vào mùa xuân mới. Trong tâm tình đấy, huynh đoàn Đồng Ba Đa Minh đã có ý tưởng là thực hiện họp mặt ba chi, tức là lớn tuổi, cao niên, trung niên với lại Đa Minh trẻ, để tất cả dù trong năm chúng ta có những cái sinh hoạt khác nhau nhưng mà chúng ta được quy tụ nhau trong cái dịp này. Và trong cái dịp này thì cũng có sáng kiến về
sum họp rồi ẩm thực, nhiều sinh hoạt phong phú mang tính cách văn hóa dân tộc nữa. Xin được cùng với hương đoàn tạ ơn Chúa trong một năm qua, Chúa ban bô đồng ân rồi phó dâng năm mới cho Chúa, đặc biệt năm Thánh Giuse, để xin tất cả chúng ta trong vai trò của thành viên hay là ban phục vụ, chúng ta theo sát chương trình hướng dẫn của quý cha định hướng của hương đoàn cũng như trong tinh thần của giáo phận, để chúng ta học hỏi hiểu biết hơn về Thánh Giuse, và như vậy chúng ta cũng có thêm được cái gương sống cũng như là chúng ta sinh hoạt nó phong phú trong năm mới sắp đến này. Một lần nữa xin chúc tụng tạ ơn Chúa, xin chúc mừng hương đoàn, xin cảm ơn và xin Chúa tiếp tục ban một phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Cháu trai, con xin cảm ơn cha đã ban cho chúng con đôi lời nhân dịp đầu năm. Và xin mời cha về bàn. Xin mời chị phụ trách học tập tiếp chương trình ạ. Vâng, và chương trình chúng ta sẽ lại được bắt đầu lại như lúc nãy. Vâng, đang ở câu đố bao nhiêu đó thì chúng ta cứ mạnh dạn trả lời, sai thì không sao, nhưng mà chúng thì có thưởng, cho nên là chúng ta đừng để mất cơ hội ngày hôm nay. Rất nhiều phần thưởng trị giá rất là cao vô cùng. Có thể là cái câu hỏi đầu tiên là quá khó đúng không ạ? Vậy bây giờ em lại chuyển một cái câu cực dễ luôn, coi như là khuyến mãi này. Cái này là mình là người đoàn viên ai cũng phải biết này. Em đổi câu hỏi nhé, một câu dễ nhé. Xin mời quý anh chị chú ý lắng nghe. Hãy cho biết tên thánh, họ tên của vị đoàn trưởng huynh đoàn giáo xứ kẻ sặc hiện tại là ai? Hết. Vâng, em xin mời chị áo xanh bên này giơ tay đầu tiên. Đây, xin mời chị. Em xin mời chị ạ. Xin chị cho biết là họ, tức là phải là tên thánh, họ là tên đầy đủ luôn nhé chị nhé. Vị đoàn trưởng của chúng ta hiện nay là ai? Chị đầu tiên, chị đoàn trưởng hoàn thiện khóa này là chị Anna Nguyễn Thị Sắc. Đúng không? Đúng rồi. Chưa chính xác lắm, nó gần đúng thôi. Suýt xác đúng. Có ai? Ai đây ạ? Chị Kim. Chị ai bây giờ nhiều dạ, người đưa tay bây giờ xin một cánh tay nữa ạ. Tại vì vị đoàn trưởng của chúng ta không thể nào mà sai được đúng không? Đúng, để nào mà châm chức cho qua được đúng không? Bây giờ tại vì vừa nãy đi xuống là ngôi bàn này rồi nhá. Nhường cho bên này đi. Rồi. Nhường cho bên này đi, tại vì là rồi, em nhường cho một vị cao tuổi nhất giơ tay. Tại vì câu này dễ, xin mời nhường cho một vị nào cao tuổi nhất đi. Ai ạ? Xin mời chị đoàn trưởng xem chị là cao tuổi nhất ạ. Vâng, xin mời chị ở dưới bàn dưới kia trả lời ạ. Đây ạ. Vâng, xin mời chị. Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, chị đoàn trưởng ta tên là Anna Phạm Thị Sắc. Xuất sắc, xin chúc mừng chị. Xin mời anh Đông trao cho chị một phần thưởng ạ. Xin cảm ơn chị. Dễ không ạ? Xin mời chị nhận quà. Xin mời chị nhận quà. Vâng, một câu hỏi tiếp theo nhé. Con nâng độ khó lên một chút. Một chút, anh chị cố gắng chúng ta suy nghĩ để chúng ta coi như là vừa vui mà vừa học hỏi luôn, để giúp cho việc chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn, anh chị em cần phải làm gì? Hết. Xin những cánh tay ạ. Tức là nếu mà muốn cho việc thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả thì chúng ta phải làm gì? Cái này câu này em nghĩ cũng rất là dễ ạ. Sai bỏ ạ. Chị Quyên ạ, chị Quyên mới học. Rồi xin mời chị Quyên của chị giới trẻ. Rồi, chị Quyên đứng lên nào, phát biểu. Dạ, theo nghĩ nó là hiệp thông huynh đệ. Chưa chính xác. Gần đúng. Hiệp thông rồi phải như nào nữa cơ? Đấy, em nhớ ở trong đầu mang máng là phải hiệp thông rồi phải như nào nữa cơ. Rồi, chị tên gì ạ? Tên là Loan. Chị Loan. Chị em xin trả lời câu hỏi là hiệp nhất yêu thương. Cũng chưa chính xác ạ. Chúng ta phải làm gì thì chúng ta mới có thể giao giảng được ạ. Hiểu rất yêu thương rồi, nó còn cái gì nữa cơ? Kéo nhơ mang máng. Thôi xin lỗi Nhung. Không phải ạ. Không có. Thứ
Thưa cha và quý cụ, em xin trả lời câu thứ nhất hôm nãy chị bỏ qua. Bốn tinh thần là... Chưa, xin lỗi anh ạ, à, cái đấy em đã bỏ qua rồi mà vừa nãy anh là mất được. Tí nữa nếu mà em đọc lại thì em sẽ... Vâng. Bây giờ mình đang cái câu là để giúp cho việc chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn. Anh chị em cần phải làm gì? Thưa em nghĩ là phải cầu nguyện liên lỉ ạ. Và câu đầu tiên là cầu nguyện là đúng rồi, nhưng mà nó cũng chưa chính xác. Vâng. Còn gì đâu ạ, nó cũng đang đấy rồi đấy. Rồi, xin mời bà cô. Xin mời ạ. Xin mời bà cô. Nói lại cái câu hỏi vừa rồi đi để tôi trả lời. Để giúp cho việc chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn, anh chị em cần phải làm gì? Chúng ta phải chuyên môn, chịu khó và thi hành khác những giờ thi cử về Đại Minh. À, gần đúng rồi đấy bà cố, gần nhưng mà cái tên chính xác của cái thư cử nó là gì bà cố? Ráng một chút xíu nữa. Là cần phải gì thì mới thi được, bà cố phải làm gì thì bà cố mới thi được ạ? Là phải học hỏi. Đúng chính xác, xin là một tràng vỗ tay động viên bà cố. Vâng, một phần quà. Vâng, xin trao một phần quà cho bà đấy. Cố. Xin một lần nữa biểu dương tinh thần học tập của bà cố. Tại vì bà cố là một thí sinh cao tuổi nhất trong môn đoàn chúng ta trong nhiều năm liền này. Rồi, một tràng vỗ tay nữa cho bà cố. Trong nhiều năm liền đấy. Là hai kỳ thi cấp huân đoàn và liên huân là bà cố chưa bỏ một kỳ thi nào. Và để giải đáp tại sao phải chuyên cần học hỏi, tại vì chúng ta để cho chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả thì chúng ta phải chuyên cần học hỏi để hiểu biết, để yêu mến Chúa, để anh chị em có thể khả năng thi hành sứ vụ, tại vì không ai có thể cho người khác cái mà mình không biết được, đúng không ạ? Vâng, em xin chân thành cảm ơn và chương trình đố vui tạm dừng ở hai câu và em xin nhường lại cho MC để chúng ta tiếp tục những phần vui văn nghệ ngày hôm nay. Xin kính thưa quý cha, ban thường vụ, quý cụ và toàn thể quý anh chị, tiết mục kế tiếp đó là với tựa đề là Con Dâng Chúa do Chi Trung Liên thực hiện. Xin quý anh chị Chi Trung Liên chúng ta chuẩn bị lên để chúng ta giúp vui cho buổi vui ngày hôm nay. Đây là những gương mặt thương quen rất gần và rất hài trong Chi Trung Liên. Và xin mời quý cha, quý ban thường vụ, quý cụ và toàn thể quý anh chị em chúng ta cho một tràng vỗ tay khích lệ anh chị em để anh chị em nhiệt huyết trong tiết mục ngày hôm nay. Dạ, xin kính mời cha Đa Minh dẫn sứ lên để cùng với cái Chi Trung Liên diễn ra cái buổi hóa trang này, mục hóa trang này. Con xin kính mời cha. Mời cha lên đúng không? Vâng, ngày hôm nay cho con mẹ pháp mạn phép là hóa trang thành cha tiếng cha dẫn sứ yêu mến của giáo xứ Kiệt Thật. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, ngày hôm nay để ca khúc Con Dâng Chúa hay hơn thì con xin kính mời cha và ông phó nội, phó ngoại và anh chi đoàn trưởng Chi Trung Liên lên sân khấu ạ. Vâng, xin mời cha lên sân khấu chúng con. Sau khi lên gặp cha cho các bạn. Oh,
Chân thành cảm ơn cha cha xứ rất nhiều và cảm ơn ông phó nội và phó ngoại. Và xin nán lại một chút xíu, những dụng cụ này thì huân đoàn đam minh của chúng con xin kính tặng cha luôn, để cha về cha làm đồng nhá. Nếu mà làm ruộng là con không đuổi đâu, làm nghề ruột này. Cái này tôi làm từ bé cho nên những cái này rất quen thuộc rồi. Mà tôi ở trên xứ chứ cứ chừng 2 tuần tôi phải chạy nhà, về nhà tôi làm rẫy một buổi cho nó đỡ ngư, đỡ quên. Thật sự tôi rất là thích làm rẫy. Nói vui ấy, Chúa mà có hỏi ba muốn lên thiên đàng làm gì, bảo cho con làm rẫy tiếp. Thôi cha gánh về cho, cha gánh về cho. Gánh nha, gánh nha. Cha như vậy là 4 món nhá, 4 món đấy, 4 món á. Vâng, một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng cho mình đỡ. Con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý ban thường vụ và anh Thành Danh rất nhiều cho chúng ta một tiết mục rất là phong phú và vui nhộn. Và giờ đây em xin tiếp tục chương trình, xin mời Kỳ Cùng Trách học tập lên chúng ta có những chương trình đối vui tiếp. Xin quý cụ và quý anh chị chúng ta lắng nghe. Thấy cha chân sứ của chúng ta duyên dáng quá, thành ra ai cũng yêu mến. Và tiếp tục xin mời quý anh chị lắng nghe. Có lẽ là vừa đấy là sau khi mà đã có thời gian thảo luận nhiều rồi, thì bây giờ em xin quay trở lại câu hỏi. Xin quay trở lại câu hỏi đầu tiên em đã hỏi. Xin cho biết bốn tinh thần trụ cột của người giáo dân Đa Minh là gì hết. Xin mời ạ, cắm tay nào dơ không ạ? Xin mời anh Nhâm. Xin mời anh Đông chuyển
biết cho anh em ạ. Bác nhiều bác bảo quê rồi, bác ấy không trả lời nữa. Tại vì vừa đấy là anh hỏi mà em đang hỏi câu hỏi kia, thành ra sợ là người ta sẽ quên. Thành ra em tạm gác để em mời lại. Bây giờ xin anh cố gắng đi để động viên tinh thần của anh chị em lên đi. Xin mời mọi người cho một tràng vỗ tay để động viên tinh thần của anh nhé bạn. Cụ xin cho chúng em biết. Trả lời. À, cụ Sùng. Vâng, con xin mời cụ ạ. Xin mời cụ ạ. Vâng, xin mời anh em hỗ trợ cụ ạ. Vâng ạ. Em xin chị phụ trách học tập đừng có hiểu lầm. Tức là các em không có dỗi vì cái câu đầu đâu, bỏ qua đâu mà em trả lời cái câu mà em trả lời là liên lỉ câu nguyện ấy, nó sai, em quê quá. À không phải, nhưng mà thôi bây giờ mình thua người ta nói. Bây giờ thế này, bây giờ em xin ngắt lời chị đây. Nếu mà sai thì xin tất cả các anh chị đừng có cười nhá. Dạ không ạ. Thứ nhất là tinh thần ấy, là cầu nguyện ạ. Dạ đúng ạ. Xong thứ hai là tương quan huynh đệ. À, hay còn gọi là hiệp thông huynh đệ. Là hiệp thông huynh đệ đấy. Thứ ba là học tập mà Thánh Gia Minh coi là một cái sự khổ chế. Vâng, chính xác. Và cuối cùng là tông đồ bác ái. Vâng, chính xác. Xin mời tổng đàn cho anh nhân một tràng vỗ tay ạ. Vâng, xin một phần quà. Xin một phần quà để thưởng nóng ngay tại chỗ luôn ạ. Và tiếp theo em xin chuyển sang câu hỏi phục vụ nhé. Từ nãy giờ là về luật sống rồi, bây giờ chuyển sang cái sự kiện này nó mới diễn ra đây thôi. Nếu mà ai mà có tham dự thì em nghĩ chắc trả lời được câu này. Tại Xuân Lộc, ngày giáo phận năm 2020 được cử hành vào ngày tháng nào, ở đâu? Có hai ý nhá, ngày tháng nào, ở đâu? Hết. Xin mời các anh ạ, chắc các anh mới đi tham dự chắc biết ạ. Tại Xuân Lộc, ngày giáo phận năm 2020 được cử hành vào ngày tháng nào, ở đâu? Nhớ không ạ? Em xin trả lời là ngày 26 tháng 11 tại núi Cúi ạ. Chính xác, xin mời một phần thưởng nóng cho anh Sinh ạ. Và sau đây em xin nhường sân khấu lại cho MC. Xin chân thành cảm ơn chị phụ trách học tập rất nhiều. Và sau đây chúng con cũng xin kính mời cha và quý ban thường vụ, quý cô và quý anh chị em, chúng ta cũng xin lắng nghe một tiết mục văn nghệ của chi trung niên và chi trưởng thành, đó là ly rượu mừng. Xin mời quý anh chị chúng ta bước lên sân khấu. Nhớ chuẩn bị hai người đi ra nhé, chứ đừng đợi ra đợi đi. Kính thưa bà con, cô bác là con mới ở đơn vị về sau. Xin có lời chào đến quý bà con, cô bác cùng quý vị. Thank you.
Rồi bây giờ xin mời nâng ly lên cùng với tất cả. Một, hai, đã, đủ. Ngon. Lâu quá không được uống ngon. Không được, thưa. Rất nhiều và anh chị cũng đã nhiệt tình trong một tiết mục của chúng ta. Và giờ đây em xin kính mời chị phụ trách lên chúng ta lại có những câu đố vui có thưởng trong đêm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. Chúng ta lại tiếp tục với những câu hỏi đố vui có thưởng. Bây giờ sang chủ đề bụng cùng nhá, có khó một chút. Anh chị hãy cho biết chủ đề mục vụ năm 2020-2021 của giáo phận Xuân Lộc là gì? Xin mời ạ, xin mời những cánh tay giơ lên ạ.
xin mời các anh trung niên bên này ạ, có ai biết không ạ? Chủ đề mục vụ của năm 2020-2021 ạ. Vâng, xin mời cánh tay ở dưới kia ạ. Gia đình hãy trở nên mái, gia đình hãy trở nên mái ấm của lòng thương xót, đồng hành với người trẻ trong đời sống. Gia đình chính xác, xin mời một phần thưởng cho chị Huệ, trưởng khu ba. Chị đã trả lời rất là đúng, chứng tỏ là chị là một người rất là để ý đến chương trình phục vụ của giáo phận. Thế là các chị đăng kiện là chắc là có đồng minh nhắc nhở. Thế thôi chắc về chia cho bàn dưới nhá chị nhá. Ê, mình cũng phải liên kết như vậy đi để bàn mình chia phần quà đúng không ạ? Chị ơi, lộ đề rồi, trước cửa nhà thờ kìa. À vậy à? Ờ, chị giỏi à? Lộ đề rồi. Nhưng mà qua cái đấy em cũng khám phá một điều là chúng ta cứ hiệp thông huynh đệ đi. Trong cộng đoàn đi bàn chúng ta biết, chúng ta cứ bổ sung cho nhau rồi lên rồi lãnh thưởng rồi chúng ta chia nhau phải không ạ? Chứ mình nếu mà mình mà chia rẽ là mình không được đâu đúng không? Bàn mình hỗ trợ người này biết rồi, chúng ta về chúng ta chia nhau. Và tiếp theo là câu hỏi về dòng của chúng ta nhá. Lại khó khó một tí, tại vì vừa nãy là em không ngờ là trên cái bảng kia là hiển hiện quá rõ. Tính đến ngày chính thức công bố thành lập cho đến nay, huynh đoàn kẻ sạch sạch của chúng ta đã thành lập được bao nhiêu năm? Và cái này là thuộc về lịch sử của huynh đoàn mình nhá. Huynh đoàn mình là đã có từ miền Bắc rồi vào miền Nam, nhưng mà mình phải tính từ ngày chính thức công bố thành lập cơ, là tính đến ngày đó là đến nay là bao nhiêu năm? Có ai biết không ạ? Vâng, xin mời cánh tay ở dưới bàn kia ạ. Vâng, có vẻ là bàn ở dưới kia là tinh thần hiệp thông huynh đệ rất là cao. Từ đấy đến giờ em thấy là toàn là các chị ở dưới bàn cuối cùng giơ tay thôi. Vâng, xin mời chị Linh. Em xin thưa là được 35 năm. Chị có biết là được thành lập năm bao nhiêu không ạ? 35 là chính xác là năm bao nhiêu? Nếu mà mình trả lời được 35 năm thì mình phải biết được là năm đấy là năm bao nhiêu chứ ạ, đúng không? Chứng tỏ là cái này là có người nhắc. À, chị có biết là ngày bao nhiêu không ạ? Năm bao nhiêu không ạ? Thôi, coi như là chúng ta cũng mà chấm cho chị đúng không? Chúng ta được 35 năm bởi vì huynh đoàn kẻ sạch được chính thức công bố thành lập từ ngày 4 tháng 8 năm 1986. Các anh chị nhớ cái mốc lịch sử này nhé, để nhớ là nếu mà năm sau mà huynh đoàn chúng ta có tổ chức thi nữa thì chúng ta nhớ cái mốc lịch sử này. Tức là tính đến năm 86 đến nay là chúng ta đã thành lập được 35 năm. Rồi, câu hỏi tiếp theo rất là dễ. Ai nhắn tay là được này, câu hỏi này cực dễ luôn. Vị thánh bổn mạng của huynh đoàn Đa Minh Giáo Xứ Kẻ Sạch là ai, được mình kính vào ngày tháng nào? Hết. Vâng, xin mời chị Trinh, tại vì từ đấy đến giờ chị Trinh giơ tay biết bao nhiêu lần rồi mà không mời chị Trinh là một thiếu sót vô cùng to lớn. Xin mời chuyển micro cho chị Trinh ạ, chị thuộc chi trung niên. Xin mời anh Thượng. Vâng, chuyển mic cho chị Trinh. Vị thánh nào và mừng kính vào ngày tháng nào? Bổn mạng của huynh đoàn Giáo Xứ Kẻ Sạch, huynh đoàn Đa Minh Kẻ Sạch là thánh Catarina, mừng kính vào ngày 29 tháng 4. Chính xác. Xin một phần quà nóng hổi cho chị Trinh ạ. Những cái này lịch sử của huynh đoàn mình là mình phải biết nha, mình phải nắm. Không hôm mai lại bảo là thế bổn mạng của huynh đoàn chị là gì, không thì mình không biết thì mình rất là ngại. Vâng, sau đây em xin mời anh MC lên tiếp tục chương trình. Rồi, xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây để nối tiếp chương trình, xin mời chị Thiên Lý xin giúp cho cộng đoàn chúng ta một tiết mục, đó là tựa đề là Hồng Ân Chúa Xuân. Xin quý vị cho một tràng pháo tay khích lệ chị để chị chúng ta chị biểu diễn. Lời đầu tiên con xin gửi đến quý vị tất cả mọi người ở trong buổi vui vẻ hôm nay.
Ôi, có rồi cho. Thank you.
Thành cảm ơn chị Thiên Lý rất nhiều, cũng đã cho chúng ta thưởng thức một bài hát rất là hay và rất là tuyệt vời trong buổi đêm ngày hôm nay. Và xin mời chị Phụ Trách Học Tập lên, chúng ta có những câu hỏi đố vui tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Bốn câu luôn làm nên người ta về hết rồi, chắc hai câu, một câu nữa. Vâng, phần quà vẫn còn rất là nhiều nhá, xin mời quý anh chị chúng ta nán lại để chúng ta lấy những phần quà, còn rất nhiều phần quà nữa. Sau đây là câu hỏi tiếp theo. Xin quý anh chị cho biết ý nghĩa của việc đeo huy hiệu dòng. Hàng ngày chúng ta đeo huy hiệu dòng, nhưng mà chúng ta có hiểu được cái ý nghĩa của việc đeo huy hiệu dòng hay không ạ? Xin mời quý anh chị ạ. Vâng, nếu mà không ai biết cái ý nghĩa của việc đeo huy hiệu dòng thì em xin đổi một câu hỏi dễ hơn. Quý anh chị hãy cho biết bổn phận hàng ngày của đoàn viên đối với anh chị em còn sống cũng như đã qua đời là gì? Câu này rất là dễ ạ. Vâng, em thấy một cánh tay giơ lên ở phía bên kia. Bên kia dư đầu tiên. bên kia giơ đầu tiên. Vâng, xin mời chị Quyên. Em thấy cánh tay của chị Quyên giơ đầu tiên của bạn bên kia. Vâng, chính xác. Xin mời một phần quà cho chị Quyên. Và em xin mời anh MC tiếp tục chương trình văn nghệ. Hôm nay nóng quá. Nếu mà ai có đi Bắc thì nhớ không khí Bắc lạnh ra Hà Nội. Yeah.
chẳng thể nào xin cảm ơn bác rất nhiều. Và sau đây em xin được công bố kết quả chấm thi ẩm thực đêm ngày hôm nay. Xin mời đại diện khu 1, khu 3 lên chúng ta lãnh phần thưởng khuyến khích. Xin mời hai khu chúng ta lên ạ. Mau mắn chúng ta lên ạ. Đại diện của hai khu, khu 1 và khu 3. Chúng ta lên lãnh phần thưởng quý khích của đêm giao lưu ngày hôm nay. Cho em xin mời ông Phó Ngoại lên cho phát phần thưởng cho hai khu được phần thưởng quý khích đêm ngày hôm nay ạ. Đó là khu 2, Mỹ. Xin mời đại diện cho khu 2 chúng ta lên phát thưởng. Xin mời ông Phó Nội lên phát thưởng phần quà cho khu 2 ạ. Xin chúc mừng đoàn Đa Minh khu 2 đã được giải nhì. Riêng mình thì Mỹ Ý và cái gì nhỉ? Cà ri gà là nhất. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và giải đặc biệt đêm ngày hôm nay đó là Chí Trung Niên với món cà ri gà. Xin mời đại diện Chí Trung Niên chúng ta lên. Và giờ đây xin em xin mời chị đoàn trưởng lên phát phần quà đặc biệt đêm ngày hôm nay. Lên không lắm
chân thành cảm ơn quý anh chị và tất cả mọi người rất nhiều. Sẽ hẹn lại một dịp nào đó thuận tiện nhất. Xin chân thành cảm ơn. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấp chén đầy vơi chúc người người vui, muôn lòng sao xuyến duyên đời, rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Thiên ơi xa xa có ba mẹ già,